Tổ 1, đội công tác 1266 công an tỉnh vừa lập chiến công xuất sắc, bắt một đối tượng thu 1,5 bánh heroin và 400 viên ma túy tổng hợp. Hồi 22 giờ 10 phút ngày 28 tháng 12 năm 2021, tại km 367 cộng 200 quốc lộ 6, tổ 1 đội công tác 1266 chủ trì phối hợp với trạm cảnh sát giao thông Tuần Giáo, công an huyện Tuần Giáo kiểm tra xe khách chạy tuyến Điện Biên Bắc Giang, phát hiện đối tượng Cà Văn Tuấn, sinh năm 1991, trú tại bản Lé, xã Ảng Nưa, huyện Mường Ảng, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành lý, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Tuấn mang theo một hộp các tông bên trong giấu 1,5 bánh heroin, hai túi nhỏ khoảng 400 viên ma túy tổng hợp. Hiện tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Điện Biên để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Để động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ, Đại tá Vũ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến tận nơi động viên, thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia bắt giữ đối tượng.